Xin chào tất cả mọi người, mình là Thiên Phong, tư vấn viên du học của King Study. Để đến với buổi talk show ngày hôm nay thì chúng mình có một vị khách mời đặc biệt đến từ Quảng Bình. Đó là bạn Vũ Mạnh Hiệp. Xin chào mọi người, mình là Hiệp, là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Quốc học Huế. Và sắp tới thì mình sẽ là sinh viên tại trường đại học Aston University ở Birmingham. Hiệp sẽ giới thiệu qua về ngành học cũng như là lý do em chọn Aston cho các bạn được biết là tại sao này, có đặc điểm gì nổi bật. Thì ngành học mình sắp học sắp tới là Marketing. Và lý do mình chọn ngành này tại vì nó là một ngành nghề mà không bao giờ mới nhưng mà cũng không bao giờ cũ. Có nghĩa là nó sẽ luôn luân phiên thay đổi qua từng năm và cũng như là cơ hội nghề nghiệp thì mình đánh giá là rất là cao. Và lý do mình chọn trường Aston University không những chỉ là nó nằm ở thành phố Birmingham, là một trong những thành phố phải gọi là năng động nhất và sôi động nhất toàn bộ UK, mà đó cũng là nơi mà mình đang có một người dì và người dượng cùng những người em đang sinh sống tại đó. Và mình cảm thấy là nếu mà mình được học tập và được sinh sống tại một môi trường nào mà có cái hương vị của người thân ở đấy thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất an tâm. Và bên cạnh đó thì Aston University có cái danh kinh không những là về của trường mà cũng là của ngành marketing của mình cũng khá là cao ở UK, điều là mình cảm thấy an tâm khi quyết định chọn học ngành này. Ok, thế là đầu tiên là mình có người thân này và mình cũng quan tâm đến ranking cũng như ngành học nên là mình đã pick trường Aston University. Thế cho anh hỏi một chút là khi mà hai bên nói chuyện với nhau về cái quê quán của em là ở Quảng Bình ấy, thì trước khi mà mình đi du học thì có ai đó nói với em rằng đó có là một cái điều cản trở hay là một cái bất lợi gì với hồ sơ của em không? Thực ra thì trước đây em chưa từng có ý định đi du học nên là cái lúc mà em quyết định dấn thân mình vào con đường này thì em cũng chưa biết là Quảng Bình là một tỉnh high risk. Nên là lúc đấy em cũng rất là vô tư và ngây thơ, nên là em cứ tưởng là cái hồ sơ của mình là nó không gặp khó khăn gì cả. Cho đến khi gặp anh Phong và team King Study thì đã có bảo em là tỉnh thành em đang sống hiện tại là một trong những tỉnh thuộc dạng high risk, nên là có khả năng sẽ gặp rủi ro. Nhưng mà anh chị cũng đã trấn an em bằng cách nói rằng là hồ sơ của em cũng đủ đẹp và mọi thứ đều rất là rõ ràng và minh bạch nên không còn có gì phải là quá lo cả. Thực ra đầu tiên lúc mà biết đến Hiệp thì mình cũng có cảnh báo một chút, note một chút rằng là hồ sơ của em thì lại là ở một tỉnh high risk, nhưng mà bù lại thì Hiệp học ở trên trường bảng điểm của em rất là đẹp. Ngoài ra thì khi mà thi IELTS, Hiệp ở Quảng Bình và học ở Quốc học Huế, nhưng mà em đều bay ra này, thi IELTS, nộp visa và đến lần này nữa em đều cố gắng ra Hà Nội để gặp anh chị. Thì khi mà thi IELTS thì em cũng có một cái performance khá là ổn, 7.0, đúng không? Và mình tin là với cái điểm IELTS này thì nó không có cản trở cho Hiệp khi mà đi sang đó du học, bởi vì là em khá là tự tin. Ngoài ra nữa thì để cho chuẩn bị cho cái quá trình đi du học của Hiệp ấy, thì mình cũng đã được biết rằng là mẹ của Hiệp, gia đình của Hiệp thì đã chuẩn bị về tài chính khá là lâu rồi, mở sổ tiết kiệm trước những một năm thời điểm bạn nộp visa cơ. Nên mình tin là mục đích học của Hiệp rõ ràng này, qua cách nói chuyện và những cái về tìm hiểu về trường này, ngành học cùng với là điểm của em ở trên trường và điểm IELTS nữa thì hồ sơ sẽ không phải là một cái trở ngại quá lớn. Đó, thì khi mà em đặt vé gấp như này, em ra đây gặp anh chị thì em có thấy là khoảng cách nó có là một cái cản trở để em làm việc với King Study nó thuận tiện không? Thực ra nếu mà để nói là không thì cũng không hẳn là đúng. Tại vì nhiều khi mình muốn diễn đạt một cái thông tin nào đấy qua những lời nhắn thì đôi khi nó cũng không phải là cách tốt nhất. Nhưng mà thật là may mắn khi là cả team King Study và gia đình mình đều có chút hiểu nhau, nên là đôi khi cái khoảng cách nó cũng không phải là quá lớn. Và thực ra mà nói thì mình xem cái khoảng cách đấy nó gần như là không tồn tại đi. Tại vì cả hai bên đều đã làm việc với nhau rất là
chắc chắn và cũng đã mang lại được cái kết quả như ngày hôm nay. Ok, thế lúc mà đầu tiên ấy, là em biết đến King Study là do anh hay là em đã nghe đến King Study từ trước chưa? Thực ra là cái việc mà mình tìm đến được King Study là một điều rất là tình cờ. Tại vì hôm đấy là mình, thực ra trước đấy là mình nghĩ là mình sẽ tự làm được mọi thứ và mình có lên Google để mình search về các thông tin về du học. Thì như đã biết thì cái Google nó có một cái thuật toán, đó chính là nó marketing những cái thông tin mình tìm kiếm về mặt Facebook. Thì lúc đấy là em có lướt Facebook của em thì gặp được cái form điền xin tư vấn của King Study. Và lúc đấy em tự hỏi mình là tại sao mình lại không tự cho mình một cái cơ hội để được tiếp xúc với những người khác. Thì thế là em quyết định điền vào form đấy, và em nhớ là em điền vào form đấy là cỡ khoảng buổi trưa hay buổi chiều, đầu chiều ấy. Thì khoảng 4 giờ chiều là anh Phong có điện, và từ đấy là cái khoảnh khắc bắt đầu làm việc của hai anh em cũng như là hai bên. Lúc mà em ký hợp đồng mà ở xa như thế thì bố mẹ này, gia đình này có ngăn cản hay là có ý kiến gì không? Có sợ cái tính xác thực của bên King Study không? Nếu mà nói ngăn cản thì là không có, chỉ có là hơi lo lắng chút xíu thôi. Tại vì mọi người trong nhà em đều biết là khi mà làm hợp đồng ấy thì tốt nhất nên làm trực tiếp với nhau để nó minh bạch và rõ ràng hơn. Thế nên là cái lúc mà em nói với gia đình em là em đã tìm được một cái trung tâm tư vấn du học đủ uy tín rồi, nhưng mà mọi người vẫn có chút lo lắng là sợ là em chưa đủ chín chắn cũng như là sự tỉnh táo để có thể nhận biết được là cái nào là đúng và cái nào là sai. Thì lúc đấy em cũng đã có kể lại với anh Phong và team King Study, thì mọi người cũng đã hỗ trợ em hết mình trong việc thuyết phục nhà gia đình em ký kết hợp đồng với lại trao gửi niềm tin tại King Study. Ok, cảm ơn Hiệp đã quyết định là ký kết hợp đồng với King Study, và để cho đến thời điểm hiện tại là Hiệp đã có visa du học thành công. Và điểm một điểm đặc biệt nữa, đấy là Hiệp là một trong những học sinh mà được Combined Class. Em học thẳng từ Foundation lên Aston University, học ngành Marketing Bachelor luôn mà không cần phải gia hạn visa nữa, bởi vì là điểm của em rất là đẹp, điểm IELTS. Trong lúc ấy mà em tìm hiểu du học này và biết đến King Study, thì trong cái khoảng thời gian đang mông lung đó, đang tự tìm hiểu đó, thì em có nghe đến những cái thông tin ví dụ như là du học lừa đảo này, hay là các công ty tư vấn du học mà lừa chiếm đoạt tài sản vân vân của học sinh không? Em có lo sợ gì không? Thực ra là trước khi biết đến King Study thì em cũng có nghe được những cái danh kia rồi. Và thực ra mà nói thì em cũng đủ biết là những cái điều đấy là nó không đúng, và em cũng có thể nhìn ra được là cái chỗ nào là nó sẽ lừa đảo mình, hoặc là nó sẽ làm việc thiếu chính xác và không đủ chín chắn. Thế nên là để mà nói là có gặp hay không thì chắc chắn là sẽ em chưa bao giờ gặp những cái trường hợp đó mà nó rơi về mình, nhưng mà đã từng gặp những cái trường hợp đó mà rơi về người khác. Và vì thế khi em thấy những thứ đó thì em đều tự rút ra cho mình những bài học và kinh nghiệm để mình có thể lựa chọn nơi để mình gửi gắm niềm tin một cách tốt nhất. Ok, và cuối cùng ấy thì trên đây là những cái mà Hiệp đã làm việc với bên King Study, cũng như là cũng chia sẻ về cái quá trình mà em làm việc cùng với mọi người. Vậy em có lời nhắn gì cho anh chị và cũng như toàn thể team King Study, những anh chị mà đã giúp đỡ em trong quá trình chuẩn bị hồ sơ này và điền visa, làm tất cả mọi thứ thủ tục cho em không? Thực ra là em muốn gửi một lời cảm ơn rất là chân thành tới anh Phong, chị Oanh, chị Vi, anh Tú và toàn bộ team King Study. Tại vì có những cái lúc là ví dụ như những lúc em ôn thi học kỳ đi chẳng hạn, thì lúc đấy em rất là bật, nhưng mà và em biết là cái lúc đấy là em cần phải nộp bảng điểm học kỳ 1 của em cho Aston University. Thì thường thường em cứ nghĩ là mọi người sẽ hối thúc em các kiểu ấy, là phải làm nhanh lên tại vì sắp đến thời hạn rồi. Nhưng mà không, cả toàn bộ King Study đều rất là kiên nhẫn và rất là chu đáo với em, và tận tình chia sẻ cho em từng bước một để em có thể đi đến được bước ngày hôm nay. Và em mong là toàn bộ King Study sẽ thật là thành công trong tương lai, và cũng như là giữ được
cái tiêu chí hiện tại, đó chính là giúp đỡ được những bạn có mong muốn như em, đó chính là được trải nghiệm cái môi trường học tập ở bên ngoài một cách tốt nhất. Ok, thực ra là đối với mình thì bản thân mình cũng hy vọng rằng là Hiệp sang bên UK sẽ học tập tốt, có nhiều thành công, và đặc biệt là cái chặng đường mà em đi, đối với những bạn mà 16, 17 tuổi để đi du học thì nó cũng khá là ở xa nhà, và mong em sẽ vững tâm, bền chí đi học và đạt kết quả cao, mọi điều suôn sẻ, sang đó thì sẽ gặp được người tốt này và bạn tốt để cho mình nhanh chóng hòa nhập vào môi trường đó. Và cuối cùng thì đối với những bạn ở xa ấy, thì em có lời nhắn gì không cho các bạn có một niềm tin rằng vào cái việc mà đi du học của mình? Thực ra là kể cả là bạn ở xa hay là ở gần đi, thì cái điều quan trọng nhất mà khi bạn làm hồ sơ du học đó chính là niềm tin vào bản thân mình. Tại vì nếu mà mình không có đủ tự tin thì làm sao mình có thể quyết định được tương lai của mình một cách như thế được. Và cũng nên, thật sự cũng nên lắng nghe ý kiến của mọi người và những lời khuyên từ phía gia đình, bạn bè, người thân, để biết rằng là quyết định của mình nó thật sự chắc chắn là phù hợp và an toàn với mình, cũng như là cần đủ tỉnh táo để biết được là liệu cái mà mình đang hướng tới là nó là đúng hay là sai, nó đã đủ chính xác chưa. Và mình chỉ mong là trong cái con đường làm thủ tục hay là hồ sơ du học của các bạn thì đều có thể gặp suôn sẻ và không gặp bất cứ rủi ro nào cả. Ok, cảm ơn Hiệp và cảm ơn toàn thể tập thể của Think Study đã hỗ trợ cũng như là tin tưởng để cho Hiệp có thể có một cái chặng đường trong tương lai thành công. Vậy là talk show của chúng mình hôm nay đã đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn Hiệp đã đến chia sẻ và hẹn gặp tất cả các bạn trong số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Think Study cùng bạn chinh phục thế giới.